Trụ cột đội tuyển Việt Nam chia sẻ xúc động sau lần đầu tiên ở AFF Cup. Phút 55, Tấn Tài nâng tỷ số lên 3-0 với pha đệm bóng cận thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ sinh năm 1997 cho đội tuyển Việt Nam ở đấu trường AFF Cup 2022. Bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt với cầu thủ câu lạc bộ Bình Định. Sau trận, Tấn Tài tiết lộ đã hạ quyết tâm phải ghi bàn để dành tặng món quà cho bà nội vừa mất. Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trong trận ra quân, tạo đà cho chiến dịch AFF Cup 2022. Tôi càng vui hơn khi bản thân ghi được bàn thắng góp vào chiến thắng cho cả đội. Tôi xin gửi tặng bàn thắng này cho bà nội vừa mất. Bà đã luôn yêu thương chăm sóc tôi từ ngày mới chào đời. Hy vọng trên trời cao bà sẽ luôn ủng hộ tôi để cùng Điện thoại Việt Nam đạt mục tiêu cao nhất tại giải lần này, hậu vệ 25 tuổi chia sẻ. Sau khi ghi bàn, Tấn Tài cười rất tươi, chạy đến ăn mừng cùng Hồng Duy, cả hai cùng cười rồi bật nhảy lên không trung ôm nhau ăn mừng. Sau đó, hậu vệ đội tuyển Việt Nam mới quay ra ăn mừng tiếp cùng các đồng đội. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.